tận trai cháu, tức là con của vua, dòng dõi vương tộc. Yêu cô gái đó bên Trung Quốc là một công chúa. Xong hai người biết nhau, xong mà cô ta mới từ Trung Quốc đi thiền. Từ Trung Quốc đi thiền qua khá là lâu. Sau khi qua tới chỗ này, chỗ cái dòng sông kia đó, ở đó, và cô ta đợi cháu xài nắm phướng xuống trước. Lúc đó cháu xài nắm phướng rất là bận việc, cho nên mới gửi quân lính tới, gửi 7 lần. Không có lần nào mời cô ta chịu lên bờ hết. Đến ngày thứ 7 cô ta tự vẫn chết. Khi nghe tin này, cháu xài nắm phướng mới rất là đau lòng, lập tức tới nơi, quá muộn, và cho xây ngay cái chỗ này, cái chùa gọi là Wat Panang Sơn. Panang tức là công chúa, Sơn tức là mời. 7 lần ta đã mời nàng lên, nàng không lên, ta rất đau lòng. Và xây dựng cái chỗ này giống như là cái nỗi hối hận của ta. Thương một người con gái mà cuối cùng ta đã thất bại để giữ đời nàng bên cạnh ta. Nàng đã tự điềm đường xa tới đây mà ta đích thân phải tới rước nàng mới đúng. Nàng đã tới đây mà vì bận một chút việc ta không cứu được đời nàng. Mà ta là một vị vua, ta không giữ được đất nước này được. Xây cái chùa này lớn nhất với cái tượng lúc đó là 14 mét rộng và 19 mét. Thì cái tượng này là nổi tiếng vô cùng bởi vì cái mức đồ sộ to lớn ở cái thời đó. Và bây giờ người ta gọi cái tượng này là vị cha lớn, vị cha đáng kính. Pra Tô, Tô tức là lớn, là đáng kính. Pra tức là Buddha Thánh Luốc, tức là cái tượng Phật. Và cái chỗ này con nghĩ là không có vị sư nào ở, con đoán như vậy. Mà con hỏi tài xế đó là đúng rồi. Bởi vì chùa này là chùa kỷ niệm của một người con gái chết vì người mình thương. Nếu bà không đầu thai thành là một vị sư thì chắc bà không cho ai ở được. Hiểu ý con chứ? Thì con muốn dẫn đại chúng tới đây là con muốn chia sẻ rằng tình thương của người nữ là ghê gớm. Họ có thể sống chết. Cho nên Ajahn Chah nói người nữ nếu như mà muốn xuất gia là phải rời bỏ họ. Cho nên người tu phải ở một mình, đừng có ở như nữ nhân. Nên Đức Phật nói là đừng có nhìn vào mặt nữ nhân. Không phải người nữ ác mà lòng tham trong mình có. Khi thương họ mình không chăm sóc được họ, họ quyên sinh cả đời. Đây toàn nữ không? Khi mà mình đã ghé tới đây rồi, nếu như mà nghe những lời này ở cái nơi này cứ linh thiêng như vậy thì mình một lòng cũng cầu nguyện mong cho công chúa tên là Hoa Câu, công chúa vòng Hoa Câu rất đẹp. Cái tên của thái tử cũng là cái tên mà để từ cái hoa câu làm nên cái sản phẩm tuyệt vời nhất là mật. Họ tạo ra một cái câu chuyện không phải huyền thoại mà là có thật, với cái ngôi chùa này là minh chứng. Thì mình nguyện cầu cho họ như là một người Phật tử hiểu về nhân quả, đừng có dính mắc vào ái tình mà luân hồi sanh tử hoặc tầm luân bất tận. Bởi vì cái món nợ lớn nhất của thế gian là tình cảm. Có thể họ đã nợ gì nhau, cho nên họ đến một kiếp mà họ sống từ đất nước, phải đi tìm tới một đất nước mà cuối cùng phải quyên sinh bởi vì chỉ đơn thuần là không xuống rước thôi, chứ không phải là không thật lòng yêu thương. Cho nên qua câu chuyện này con cũng muốn chia sẻ là trong cái đời sống gia đình của mình, nó là chắc chắn là do duyên nợ. Họ không nợ mình nợ họ. Không tình thì tiền, chứ không có lý nào mà đến với nhau mà không phải bồ đề quyến thuộc, pháp lữ từ bi mà đến với nhau vì máu mủ ruột thịt đó, thì chắc là nợ và duyên. Thì nếu mà họ đã làm hết sức của họ rồi á, mà mình vẫn chưa thỏa mãn lòng, thì mình biết rằng mình tham chứ không phải thương. Bởi vì thương một người, cái điều tốt nhất mình có thể làm là làm cái điều họ thích chứ không phải làm cái điều mình thích. Công chúa thương hoàng tử, thái tử, nhưng mà lại muốn thái tử làm cái điều mình thích. Mà tình thương của thế gian là tình thương vị kỷ, tình thương đơn phương, và tình phương gây đau khổ cho mình và người. Cho nên tốt nhất là xuất gia đi tu. Nhưng mà rất khó. Bởi vì chắc vô số kiếp mình chắc chắn sẽ gieo nhân duyên nào đó với một người nữ nào đó làm vợ làm chồng. Và kiếp này mình không thể tránh được cái duyên nợ nó đến. Cho nên lúc nào cũng phải sám hối. Mỗi ngày thức dậy phải nhắc giới. Mình tự thân phải rò đầu. Mình tự thân phải nhắc giới. Mình tự thân phải nguyện hồi hướng tất cả công đức đó để mà chuyển. Con thường nguyện là chuyển tất cả những oan gia trái chủ ái ân nữ nam của nhiều kiếp trước thành bồ đề quyến thuộc pháp lữ từ bi, để kiếp này mình tu cho nó vẫn được hết cả đời. Mà không đang cố gắng tu á, vô gõ cửa, thầy ơi. Thì mình ra sẽ dòm cái dòng sông đó, mình trầm trồ cho một cái tình yêu đẹp.
mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Mình ra mình nhìn và mình nguyện cầu cho họ, và mình nguyện cầu cho mình, nguyện cầu cho người bên cạnh mình thương. Nó dang dở, nó đẹp, nhưng nó đẹp kiểu đau khổ. Thì mình giác ngộ rồi là buông xả. Để nếu như mà họ còn ở đây, họ hay bất kỳ ai, cái năng lượng cộng hưởng của mình hướng đến họ, họ có một chút giải thoát. Sẵn đây con nhắc đến cái câu chuyện mà 13 cái đứa học trò cầu thủ đá banh mà bị nhốt ở trong cái hang cùng với người huấn luyện viên, mà cuối cùng cứu họ ra khỏi đó, là bởi vì cái bà công chúa đó ở trong cái núi đó là cái núi mang tên là Người Con Gái Nằm. Câu chuyện đó là trước đó 300 năm, một công chúa đó thương một người làm công ở trong cung điện. Hai người thương nhau và vua cấm. Họ đã dẫn đi, đã có bầu. Và người đó đã bị một toán lính 13 người đuổi theo và giết. Giết người chồng của mình, cho nên công chúa uất hận và nguyện là sẽ trả thù 13 người kia. Và tự tử ở trong cái hang động đó và biến thành cái dãy núi thành cái nhà của bà. Và kiếp này bà vẫn còn ở trong đó. Và cái người chồng kia đã sinh ra là một vị sư rất nổi tiếng ở Myanmar. Bây giờ vẫn còn đang sống. Và bà đã báo mộng cho ổng, và một người bán hàng ở bên cạnh đó biết cùng một giấc mộng giống như nhau, phải gọi ổng tới thì bà mới thả 13 người này ra. Và không ai chịu hết. Tới chừng ổng tới thì cả cái vòng trời ở đó vòng mưa gió sấm chớp. Và ổng vào trong đó đúng 2 tiếng, ổng nói là 13 người này sau một ngày sẽ ra an toàn. Và đúng y chang như dự đoán như vậy. Và Ban Tê Tên Sinh này cũng biết câu chuyện đó, và sư cũng đã đến và đảnh lễ cái vị sư kia. Tức là sau gần hơn 300 năm, mối tình mặn nồng đó, uất hận đó, để trả thù cho bằng được, để gặp lại cho được người mình thương, để người mình thương nói là thôi em hãy bỏ đi em, giờ anh đã đi tu, mình tìm đường giải thoát. Ái tình đó là đau khổ, phải đợi cho cái được cái ngôn ngữ đó của người mình thương nói thì mình mới chịu. Và bảo thả 13 người kia ra. Đó là câu chuyện thật hư mình không biết, nhưng như vậy. Bởi vì mình không thấy được mắt thường. Cho nên chồng mình đang ở, vợ mình đang ở, người mà mình gọi là thương nhau đó, vô số kiếp đã từng máu mủ mặn mà, cơm áo ăn ở, khóc buồn chứ mình. Và tốt nhất là mình hãy hai tay này nâng niu họ và nguyện đi trên đường giải thoát. Giống như là 500 kiếp Sĩ Đạt Ta đó từng thương gia Du Đà La làm vợ chồng, nhưng kiếp cuối cùng anh đi vô rừng sâu không quên em ở nhà, mang giác ngộ về, và cuối cùng em được giải thoát cùng anh luôn. Không có mối tình nào đẹp bằng mối tình mà ta đi lên từng bậc thang của giải thoát, chứ không phải đắm chìm xuống trong ái ân ngục tù của buồn lầy đau khổ. Vậy cái người bên cạnh mình đó, hãy tự mình ngộ và hãy giúp họ họ ngộ. Dù là con mình, cha mẹ, anh em vợ chồng mình, thương mà tỉnh thì cả hai đi lên. Thương mà mê, tạo nhân mê, quả chắc chắn khổ. Thương không xấu, nhưng làm cho mê muội, đó là nhân xấu. Thương họ mà mình mê họ mê, đừng trách họ sau này họ làm mình khổ. Và coi thử mình đang làm cho mình và người mình thương á, mê hay tỉnh. Đó là cái thứ mình cần làm, chứ không phải là cố gắng giữ họ đâu. Vậy nha, đôi lời chia sẻ. A Di Đà Phật. Nhớ tâm đánh lễ Nam Mô Đại Từ Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quang Thế Ông Bồ Tát. Nó được xây dựng từ thế kỷ thứ 14 mà đã xây to như thế này, với chiều cao là 19 mét, chiều rộng là 14 mét. Người vua có thể làm tất cả những gì tốt đẹp nhất, to lớn nhất, hoành tráng nhất, tráng lệ nhất cho người mình thương. Trong đời có người mình thương, kẻ thương mình đối trước cái tượng Phật là chứng nhân cho đau khổ của ái tình. Mình hãy phát một lời nguyện. Mẹ hãy nhìn lại cách mà mình thương yêu. Mình có phải đợi chờ người mình thương 5 lần 7 lượt mà mình không có mặt cho họ, để họ đã hơn nhiều lần tự tử, tự tử bằng cách đau khổ giận hờn. Mình đã vô tình hay cố ý không có mặt cho kẻ mà đợi trong mong ngóng sự có mặt của mình, mà có thể nhiều kiếp trước mình với họ đã rất thương yêu nhau.
đứng trước cái ngôi trường thiêng liêng ấy, hãy sám hối tất cả những gì mình đã cố tình vô ý trong chuyện thương yêu tình cảm của kiếp người mà mình đã lỡ hẹn hơn một lần. Và có khi lỡ hẹn một lần, lần sau muốn gặp phải chờ cả thiên thu. 7 ngày không xuống gặp, mất cả kiếp người, người mình thương yêu. Công chúa này bằng tình thương yêu đến, và vị thái tử này đang bận vì chiến sự gây tạo ác nghiệp, và tình yêu ấy đã thức tỉnh con tim của thái tử. Ông đã thất bại để bảo vệ được người mình thương, thì ông sẽ nhìn lại tương lai làm vua của mình. Đó là suy nghĩ của con. Mỗi câu chuyện của mỗi một kiếp người xứng đáng để mình nhìn lại kiếp người hiện tại của mình. Thỉnh đại chúng xá rồi lui ra. A Di Đà Phật. Yeah.